Xin chào quý anh chị và các bạn, đến hẹn lại lên. Trong bài review đợt này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu tablet Mobile Tab 7i đến từ quốc đảo siêu tử Singapore. Tiếng nói thành công trong dòng phân khúc giá rẻ, Mobile Tab 7i ra đời với nền tảng thiết kế dựa trên Mobile Tab 7. Về thiết kế, Mobile Tab 7i cũng có màn hình 7 inch, tuy nhiên nó đã được hãng cắt gọn đi bớt, làm cho máy có bề ngoài gọn hơn, nhìn nhẹ nhàng hơn, không hầm hố giống như người đàn anh Tab 7. Các góc vẫn được thiết kế bo tròn ôm sát máy, vì thế mình sử dụng lâu vẫn cảm thấy thoải mái và bình thường. Mặc dù là dòng máy tính bảng giá rẻ, nhưng Mobile Tab 7i được trang bị màn hình 7 inch với độ phân giải HD, với tấm nền IPS và góc nhìn rộng, nên khi bạn có nghiêng qua nghiêng lại trong quá trình sử dụng thì nó vẫn mang lại độ hiển thị ok nhất. Đây là điều mình đánh giá cao ở dòng tablet này. Với chip xử lý 4 nhân của MediaTek, xung nhịp là 1.2GHz, đi kèm là dung lượng RAM 1GB, mang lại cho máy khả năng xử lý ổn định, có thể đáp ứng mọi nhu cầu cơ bản của bạn. Máy cũng được trang bị bộ nhớ trong là 8GB và bạn có thể mở rộng thêm bằng hệ nhớ ngoài lên đến 32GB. Đi kèm với hệ điều hành Android phiên bản KitKat 4.4, mang lại hiệu năng ổn định và phù hợp nhất cho máy, giúp cho máy thao tác mượt mà, tình trạng giật lắc rất ít xảy ra, đem lại cảm giác thoải mái cho người dùng. Camera sau trên 7i được Mobile kéo qua trái với độ phân giải 2MP. Chất lượng hình ảnh thì chỉ ở mức tạm được. Còn camera trước với độ phân giải là 0.3MP, có hỗ trợ video call và cảm biến, quá tuyệt vời. Với tầm giá này thì người dùng khó đòi hỏi gì thêm ở dòng tablet này. Máy cũng được hỗ trợ 2 SIM nghe gọi và 3G thoải mái, không khác gì những dòng smartphone. Và khi bạn mua hàng ở Thế Giới Di Động, bạn sẽ được tặng SIM 3G thỏa thích online trong vòng 1 năm mà chẳng phải lo lắng gì. Ngoài ra, với cổng kết nối OTG được trang bị sẵn, nó sẽ giúp bạn linh hoạt hơn trong quá trình sử dụng. Tóm lại, nếu bạn đang tìm một chiếc tablet đơn giản để phục vụ cho việc học tập và giải trí của mình hay của người thân, với nhu cầu như là xem phim, lướt web, check mail hay chơi những game nhà, thì Mobile Tab 7i với mức giá là 2.090.000 đồng hoàn toàn phù hợp và xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra. Màn hình đẹp, góc nhìn rộng và cấu hình ổn định, thật khó để tìm được sản phẩm nào có thể cạnh tranh với Mobile Tab 7i trong tầm giá. Nếu quan tâm, các bạn có thể đến các cửa hàng của Thế Giới Di Động gần nhất để thoải mái trải nghiệm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.